Nếu bạn là fan của trường phái furry thì rất có thể bạn từng xem qua cảnh siết gấu mù mắt đang nổi đình nổi đám trên mạng internet thời gian qua. Kẻ đứng sau đoạn kết scene cực kỳ bựa này không ai khác ngoài Larian Studio, vốn khá nổi tiếng trong giới RPG, liên tục cho ra những tựa game chất lượng và thành công xây dựng lên vũ trụ Divinity cực kỳ hoành tráng. Nhìn vào thành công ở thời điểm hiện tại, chắc chẳng ai nghĩ rằng trước khi có tư cách để vênh mặt với đời thì trong quá khứ studio lầy lội này từng không dưới một lần suýt phá sản. Mọi chuyện tệ đến mức nhà sáng lập là Sven Vinky đã từng có lúc phải trốn về quê 2 tuần để tránh sang chấn tâm lý. Vậy thì Larian Studio đã vượt qua khó khăn như thế nào? Và vì sao hiện nay họ lại thành công đến như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhá. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thế nào? Khác với những hãng làm game khác, trường hợp của Larian Studio khá đặc biệt. Câu chuyện bắt đầu với một lập trình viên cực kỳ nguy hiểm, có tên là Sven Vinky. Trong khi bạn bè đồng nghiệp còn đang dành thời gian để ngủ, chạy deadline, uống trà sữa, cà phê hoặc tụ tập nói xấu ở chỗ làm, thì ông này trưởng thành và tự mở công ty làm game. Cụ thể thì hồi nhỏ ông này một lần bị ốm và được người quen tặng cho cái máy tính là ZX81 cùng với sách dạy lập trình. Bố của Sven là một người có sở thích săn bắn và vì vậy, sản phẩm đầu tiên của cậu bé là một tựa game giả lập đi săn. Cứ như thế, nhờ niềm đam mê, Sven học lập trình trên máy từ Commodore 64, Amiga cho đến PC. Do có bố mẹ khá giàu, sở hữu một nhà hàng, vào năm 1996, khi Sven mới 24 tuổi, ông này quyết định thành lập Larian Studio. Trong quá khứ, Sven đã từng chơi qua Ultima 6, Ultima 7, Ultima Underworld. Khỏi phải nói là ông này thích trò chơi với cái studio đã làm ra nó như thế nào. Và đây cũng là lý do sản phẩm đầu tiên của Larian Studio, The Mage, The Lady and The Knight, mang nhiều yếu tố giống Ultima 7. Nhưng tưởng với tình yêu và nhiệt huyết như thế thì họ sẽ sớm nhận được thành quả. Nhưng không, dự án gặp nhiều khó khăn vì chào mời gãy lưỡi mà chả công ty nào chịu phát hành siêu phẩm RPG nói trên. Cũng khá dễ hiểu thôi, Larian khi đó không có một sản phẩm nào để thể hiện năng lực nên các hãng phát hành chẳng dám xuống tiền. Đây cũng là khoảng thời gian mà những tựa game chiến thuật RTS làm bố mọi bảng xếp hạng, đế chế, StarCraft, chiến tranh thế giới, các kiểu. Và Larian quyết định phải đua trend. Thế là họ đồng thời phát triển thêm một trò chơi chiến thuật thời gian thực. Để kịp tiến độ, đội ngũ nhân viên đã phải cày cùng lúc cả hai sản phẩm, deadline dí Larian như chủ nợ dí em Tú. Suốt khoảng thời gian đó, Vinky và đồng nghiệp cày quên trời quên đất, 3 ngày làm việc với The Lady, The Mage and The Knight, buổi tối làm việc với Let's War và chỉ trong 6 tháng cho chơi Let's War ra đời. Thiếu nhà phát hành game và thiếu tiền là hai đặc điểm nhận dạng được ghi rất rõ trên căn cước công dân của Larian. Tình trạng này liên tục kéo dài cho đến tận tháng 3 năm 1997 khi họ thuyết phục thành công Lonos để phát hành tựa game Let's War. Còn hãng Arctic Entertainment đồng ý cùng phát triển The Lady, The Mage and The Knight. Nhưng kèo đáng thơm thì một sự kiện không ai ngờ ập vô trong mặt. Diablo 2 huyền thoại RPG của Blizzard ra đời. Nó nổi tiếng thế nào thì anh em cũng biết rồi đấy. Và trước sự xuất hiện của một đối thủ quá mạnh, Arctic Entertainment tỏ ra vô cùng quan ngại vì Diablo 2 là game 16-bit, trong khi bom tấn RPG nhà Larian có 8-bit mà thôi. Toàn trò chơi chỉ dùng 256 màu mà thôi. Hạng cân chênh lệch như thế thì cạnh tranh kiểu gì đây? Công sức phát triển của Vinky cùng đồng bọn bỗng nhiên trở nên uổng phí. Cái đám gần như phải làm lại mọi thứ nếu muốn cạnh tranh với Arctic Entertainment. Thậm chí còn gửi thêm nhân lực đến Larian để khắc phục tình hình. Nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng. Lần này đến lượt Arctic gặp rắc rối, không đủ kinh phí phát triển và người ta phải ngậm ngùi hủy luôn dự án. Tới năm 1999, Larian lâm vào cảnh trên răng dưới dép. Đứng trước tình cảnh đó, studio phải chấp nhận bán thân. Và khi tôi nói bán thân thì tôi là họ nai lưng ra làm thuê cho người khác anh em nhá, không phải cầm nón bảo hiểm đâu. Sven Vinky ước tính họ nhận làm khoảng 20 trò chơi để lấy kinh phí duy trì hoạt động. Phần lớn trong số đó toàn là mấy game cờ bạc. Mặc dù không muốn, nhưng đâu còn cách nào khác đâu. Vượt qua được khoảng thời gian khó khăn, họ bắt đầu quay trở lại với ý tưởng ban đầu. Cái đám tận dụng những gì còn sót lại của The Lady, The Mage and The Knight để làm ra một sản phẩm mới. Vừa rồi một hãng phát hành Đức có tên là CDV đồng ý phát hành từ game này. Yêu cầu duy nhất của họ là nó phải có tên Divine Divinity. Mặc dù yếu tố Multilayer bị loại bỏ vì đối tác cho rằng nó quá rủi ro, cuối cùng Divinity cũng được cho ra đời. Làm game cờ bạc lâu quá nên lần này hoạt động không được mượt cho lắm. Bất chấp việc Larian đang chậm deadline sắp mặt, tháng 8 2002, trò chơi này vẫn được phát hành dưới tên Divine Divinity trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đội ngũ phát triển vì họ đã làm xong đâu. Và thậm chí giám đốc Sven phải lên báo đọc mới biết sản phẩm của mình chưa làm xong đã lên kệ. Dĩ nhiên, game ăn chửi sắp mặt lờ. Why on earth would you re-release this thing? It should be illegal. Vào thời điểm ra mắt, đứa con cưng của họ có hơn 7.000 lỗi và rất may, sau khi được chỉnh sửa thì nó bắt đầu nhận về nhiều lời khen hơn. Divine Divinity thậm chí nằm trong top 100 trò chơi hay nhất mọi thời đại của PC Gamer.
Ngay cả khi nhận được nhiều đánh giá tích cực và doanh số bán hàng khá tốt, chả hiểu kiểu gì Larian lại chẳng thu được bao nhiêu lợi nhuận. Nguyên nhân của pha có làm mà không có ăn này nằm ở bản hợp đồng nô lệ giữa công ty làm game với nhà phát hành của họ. Cụ thể, để kiếm được tiền từ những thỏa thuận kiểu này, sản phẩm phải bán được hàng triệu bản. Thế là sau bao nhiêu năm cố gắng, cả đám đã quay về diện hộ nghèo. Ồ, đen quá. Nhưng mà tình hình tồi tệ đến mức số lượng nhân viên studio giảm mạnh từ 30 người xuống chỉ còn 3 người trong năm 2003. Các cụ có câu, đừng hỏi vì sao nghèo mà học giỏi, hay hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo. Vinky thậm chí đã bỏ về quê, ngồi như thằng thử kỷ trong trang trại của gia đình ở Nam Phi suốt 2 tuần để suy ngẫm và lấy lại tinh thần của mình. Sau khi trở về, ông đã đi khắp nơi để hỏi vay tiền. Và rồi với số vốn ít ỏi đó, họ đã cho nó mắt một tựa game 3D cho trẻ em có tên là Kinect. Với tựa game này, bọn trẻ có thể tạo ra những đoạn phim hoạt hình và gửi nó cho đài truyền hình. Thế là có thêm kinh phí, Larian bắt đầu phát triển và cho nó mắt phần tiếp theo của Divine Divinity. Đây chính là Beyond Divinity vào năm 2004. Cùng năm đó, họ cùng chính thức phát hành Kinect Kid. Cả hai sản phẩm nhận về khá nhiều lời khen, nhưng studio vẫn liên tục nhận thêm các dự án bên ngoài. Chúng trở thành nguồn thu chính cho cả bọn. Ý tưởng đơn giản nhưng đã thành công trong việc giúp Larian có tiền trả lương cho nhân viên. Năm 2007, công ty quyết định làm phần tiếp theo của Divinity tên là Divinity 2 Ego Draconis cho Xbox 360 và PC. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Larian mua luôn bản quyền engine Game Rio của Elder Scrolls 4 Oblivion để phát triển trò chơi. Nhưng mà vận đen vẫn chưa chịu buông tha cho các công ty này. Năm 2009, khủng hoảng kinh tế khiến hàng loạt doanh nghiệp điều đứng. Dù không muốn, nhưng một lần nữa, người ta đã phải phát hành game của Larian khi nó vẫn chưa sẵn sàng. Quá đen cho Swan. Vì nhiều bất nên Divinity 2 tiếp tục bị chê. May là không quá tè tùa. Sau khi sản phẩm ra mắt, công ty lại tiếp tục lâm vào cảnh đổi rách. Người phát hành game lần nào là đổi đời lần đó. Các bác bán lần nào cũng hít oxy sống qua ngày lần đó. Do bác xui thôi. Nhưng chả lẽ đời nó cứ đen mãi như thế sao? Không, vào năm 2010, Sven Vinky đã thành công giành quyền phát triển phiên bản mới của Divinity 2 Dragon Knight Saga do Focus Entertainment phát hành. Thời nay thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều, nghe kể thì quá trời mà tìm hoài không thấy ai. Nhưng thật may mắn, vì Focus là cái tên hiếm hoi, đối xử tử tế với Larian. Cụ thể thì họ cho phép Larian nắm bản quyền thương hiệu. Và sau khi ký hợp đồng, Larian có thể làm bất kỳ cái gì mình muốn với cái tên Divinity. Nhờ đó, họ tiếp tục có thể sống sót. Sau Divinity 2 Dragon Knight Saga, Larian thành công gọi vốn cho hai dự án mới. Một là game chiến thuật có tên Dragon Commander và một thuộc thể loại nhập vai mang tên Divinity Original Sin. Sau khoảng thời gian e cổ làm thuê với Sven Vinky, việc studio này có thể tự quyết định tương lai của mình là điều quan trọng nhất. Mới đầu thì họ phát triển đồng thời cả hai sản phẩm, với Dragon Commander là một mục tiêu chính và Original Sin là game nhỏ hơn sẽ được cho ra mắt trước. Nếu có lần này thất bại, đồng nghĩa với con đường mà họ theo đuổi bấy lâu là sai lầm. Dự án lần này mang nghĩa rất lớn với toàn bộ công ty. Không bán chạy thì giải tán, đường ai nấy đi, kiếm việc khác không làm game nữa, dỗi rồi. Gameplay của Divinity Dragon Commander khá đặc biệt. Nó vay mượn từ game chiến thuật thời gian thực lẫn chiến thuật theo lượt. Gameplay được chia thành 3 giai đoạn, ảnh hưởng lẫn nhau. Giai đoạn đầu tiên cố tố mô phỏng chính trị, trong đó người chơi trò chuyện với nhiều NPC và đưa ra quyết định chính trị ảnh hưởng tới lối chơi trong giai đoạn còn lại. Giai đoạn thứ hai của trò chơi biến thành game chiến thuật theo lượt tương tự Risk. Trong chế độ này, người chơi có thể sử dụng những thẻ bài kiếm được trong giai đoạn đầu tiên để ảnh hưởng đến lãnh thổ và quân lực của mình hoặc đối thủ. Game thủ có thể xây dựng công trình trên mọi lãnh thổ hoặc tuyển mộ, di chuyển quân lính. Khi đơn vị của hai phe đối đầu, bạn được lựa chọn giải quyết trận đấu tự động hoặc đích thân tham gia chiến đấu. Dĩ nhiên là có nhiều trận chiến xảy ra cùng lúc, người chơi phải đưa ra lựa chọn tham gia một trận đánh duy nhất trong mỗi vòng, bao gồm cả 3 giai đoạn, và bạn chỉ được chọn một mà thôi. Giai đoạn thứ 3 diễn ra khi trận đấu bắt đầu và có phong cách của một game chiến thuật thời gian thực, RTS. Người chơi xây dựng các tòa nhà rồi tuyển mộ quân lính. Ngoài kiểu điều khiển truyền thống bằng chuột, bạn có thể biến thành một con rồng để hỗ trợ cả trong tấn công lẫn phòng thủ, với nhược điểm là sẽ mất một số khả năng điều khiển quân lính trong tình trạng này. Trái ngược với Dragon Commander, đứa em Divinity Original Sin mang nhan nhóm của một game nhập vai truyền thống. Bạn điều khiển một nhóm nhân vật tối đa 4 người, di chuyển trên bản đồ và thực hiện các nhiệm vụ săn quái, luyện cấp, hệ thống chiến đấu theo lượt. Nó không có những tính năng độc lạ như Dragon Commander, thế nhưng càng phát triển, đội ngũ tại Larian lại càng thích Original Sin hơn. Vào thời điểm đó, Diablo 3 của Blizzard đang hot hòn hòn, người người nhà nhà thèm muốn doanh số khổng lồ mà trò chơi này mang lại. Thế là Divinity Original Sin ban đầu cũng có lối chơi tương tự Diablo. Rất may, Sven trong một lần đi tắm đã đẩy ra tưởng cực kỳ khác. Ông ta nhận ra rằng mình và đồng nghiệp không thể nào cạnh tranh với một studio vừa to, vừa giàu như Blizzard. Thế nhưng, game nhập vai theo lượt thì lại rẻ và chẳng mấy ai làm. Larian đã chấp nhận điều này và thiết kế lại hoàn toàn hệ thống chiến đấu trong game. Và tới thời điểm đó, khó khăn lại tiếp tục lộ diện. Ngay khi nhận được vốn đầu tư và gần 1 triệu đô la từ dự án Kickstarter, Larian vẫn dần cạn tiền. Thế là họ phải đưa ra quyết định tung ra Dragon Commander trước Original Sin. Mặc cho nó vẫn chưa thực sự đúng như họ mong muốn, tất cả chỉ để Larian có thêm một chút vốn hoàn thiện nốt Divinity Original Sin.
Trò chơi dự kiến được phát hành vào cuối 2013, nhưng nó lại bị trì hoãn tới ngày 28 tháng 2, 2014. Vinky đã làm tất cả những gì có thể để công ty hoàn thành dự án, thậm chí là cố tình chậm nộp thuế, dùng tiền đó để trả lương. Và rất may, ông tìm được một nhà hàng chấp nhận mạo hiểm cho studio này vay tiền. Kinh phí tính ban đầu là khoảng 3 triệu euro đã bị đội lên gấp rưỡi. Sau bấy nhiêu nỗ lực, cuối cùng những con người chăm chỉ nhận lại thành quả xứng đáng. Divinity Original Sin ra mắt và bán đắt như tôm tươi. Chỉ trong vài tháng sau ngày phát hành, nó bán được hơn 500.000 bản. Và theo chính lời Sven, sản phẩm của Larian không hoàn hảo, nhưng nó là mồ hôi, nước mắt và tâm huyết mà toàn bộ studio bỏ ra. May thay, người chơi nhận ra điều đó. Điểm số đánh giá cực kỳ tốt, cũng như tốc độ fix lỗi cực kỳ nhanh, giúp Original Sin ngày càng được nhiều người biết đến. Thành công lần này là một đột phá để Larian đổi đời. Như đã nói trên, trước đây Larian đều ký hợp đồng với những hãng phát hành rồi được cấp vốn để làm game. Do vậy dù sản phẩm của họ đều có doanh số khá ổn, nhưng chưa bao giờ giúp studio này giàu mà chỉ đủ tiền trả lương nhân viên. Với Dragon Commander và Original Sin thì khác. Larian tự gọi vốn và tự phát hành, trừ khoản phí chi cho các nền tảng như Steam, phần còn lại họ húp hết. Như vậy studio này chính thức thoát cảnh nợ như chú chởm và có vốn để tiếp tục cho lò sản phẩm tiếp theo. Ngày 12 tháng 8, 2015, họ công bố dự án Divinity Original Sin 2. Ngày 26 tháng 8, họ khởi động dự án Kickstarter. Chỉ sau 12 tiếng, nó thu được hơn 500.000 USD. Và cuối chiến dịch này, họ thu về hơn 2 triệu đô la tiền ủng hộ. Cũng như qua dự án Kickstarter, nhà phát triển đã thu thập được thêm ý kiến từ cộng đồng để phát triển trò chơi của mình. Trong phiên bản Original Sin đầu tiên, đội ngũ phát triển chỉ gồm 35-40 người. Nhưng con số này tăng lên 130 người trong hậu bản của nó. Trò chơi phát hành dưới dạng Early Access vào ngày 15 tháng 9 2016 và được phát hành chính thức vào ngày 14 tháng 9 2017. Đến tháng 1 2017, doanh số lên đến 1 triệu bản. Divinity Original Sin 2 cũng được đề cử hai hạng mục là trò chơi nhập vai hay nhất tại The Game Awards 2017. Nhưng đây chưa phải là thành công lớn nhất của Larian. Nhờ Divinity Original Sin 2, Larian lọt vào mắt xanh của Wizards of the Coast, công ty nắm bản quyền thương hiệu các sản phẩm như Magic: The Gathering, Dungeons and Dragons. Và đây chính là lúc siêu phẩm xuất sắc nhất của họ bắt đầu. Baldur's Gate vốn là một series RPG lâu đời, với phiên bản đầu tiên được phát triển bởi BioWare và Black Isle Studios, ra mắt vào năm 1998, cho chơi sử dụng luật chơi của Dungeons and Dragons. Ban đầu họ dự tính game sẽ được bán tầm 200.000 bản gì đấy, tuy nhiên con số thực tế vượt qua tưởng tượng của BioWare, 2,8 triệu bản. Thành công cực lớn từ Baldur's Gate đã khiến nó ngay tức có bản mở rộng vào năm 1999 và hậu bản Baldur's Gate 2, Shadow of M vào năm 2000. BioWare thời đó gần như làm trùm theo là nhập vai, nên phần game thứ hai tiếp tục bán rất là chạy. Tuy nhiên, sau thành công của Baldur's Gate 1 và 2, studio này bán mình cho EA, chuyển sang hướng hành động với series Mass Effect trước khi dần dần đi xuống, rồi cút. Phần 3 của Baldur's Gate vốn được chuyển nhượng sang cho Black Isle Studios vào năm 2003. Tuy nhiên, chưa kịp xong thì công ty mẹ là Interplay gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế và phải hủy bỏ dự án này, đóng cửa studio. Tức là thương hiệu Baldur's Gate ngủ yên hơn 10 năm, qua tay từ Interplay cho đến Atari, cuối cùng được mua lại bởi Wizards of the Coast. Sở hữu một IP nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các hãng phát triển khác, nhưng Wizards of the Coast vẫn chưa tìm được ai vừa ý. Vào năm 2014, ngay khi vừa hoàn thành Divinity Original Sin, Larian Studios đã liên hệ và trình bày dán Baldur's Gate 3 với công ty này. Nhưng bạn nên nhớ rằng, thời 2014 thì Larian mới chỉ là xóa đói giảm nghèo thành công mà thôi. Trò chơi của họ bán chạy đấy, nhưng vẫn chưa là gì so với ông tấn Call of Duty hay GTA. Cảm thấy chưa thuyết phục bởi ứng cử viên lần này, Wizards of the Coast từ chối. Năm 2017, cụ thể là sau khi phát hành Divinity Original Sin 2 cực kỳ thành công, Larian đã khiến Wizards of the Coast vô cùng ấn tượng. Lúc này chính họ chủ động liên hệ với Sven và ngỏ ý muốn họ phát triển phần 3. Tất nhiên, Larian chốt sổ cơ chế. Đây tiếp tục là một canh bạc mà Sven và đồng nghiệp đặt cược. Quy mô sản phẩm lần này là lớn hơn rất nhiều, 174 giờ cutscene với 17.000 ending. Và boom, nhân lực của Larian từ 140 người tăng lên 450 người với văn phòng tại 6 nước từ Canada cho đến Malaysia. Khác với trò chơi trước đây của Larian, Baldur's Gate 3 có nhiều cảnh đối thoại giống như phim, với cận cảnh khuôn mặt và biểu cảm nhân vật. Nó giống như việc làm một bộ phim vậy, hoặc nhiều bộ phim cùng lúc. Vinky nói, chúng tôi không ngờ rằng mình sẽ cần một đội ngũ chiếu sáng hoặc kiểm tra chất lượng video và âm thanh lớn như vậy. Nếu bạn không biết thì trò chơi này xoay quanh các lựa chọn của người chơi. Gần như mọi lựa chọn đều dẫn tới kết quả khác nhau trong câu chuyện. Chẳng hạn như đứng trước cảnh một băng đảng yêu tinh chuẩn bị tấn công vào thung lũng, nơi những tu sĩ đang che chở cho người dân. Bạn có thể giúp người dân đánh bại lũ yêu tinh, bạn cũng có thể làm nội gián giúp chúng tàn sát họ. Game cũng không hề cấm bạn đứng nhìn, rồi rời khỏi đó và tiếp tục cuộc hành trình mà chẳng giúp bên nào cả. Kết quả của một cốt truyện rẽ nhánh như vậy là không người chơi nào được thấy hết tất cả. Mặc dù đồng nghĩa việc nhiều nội dung game sẽ bị game thủ bỏ sót, nhưng Vinky cho biết ông và đồng đội muốn đáp ứng được lựa chọn người chơi, đưa ra càng nhiều càng tốt.
ngay cả khi nó là những lựa chọn rất là ngớ ngẩn. Chẳng hạn như pha siết gấu này, đúng là ngớ ngẩn thiệt. Đây có thể nói là một lựa chọn đúng, bởi clip siết thú nói trên đã khiến nhiều người biết đến trò chơi này. Một tối khác giúp Baldur's Gate 3 trở thành hiện thực chính là quyết định đưa game ra mắt dưới dạng Early Access từ năm 2020. Nó vừa giúp họ có thêm tài chính, vừa giúp người chơi thử nghiệm và cung cấp những phản hồi tích cực, quý giá, giúp sản phẩm hoàn thiện hơn. Kiếp nạn thứ 82 mà Legend gặp phải chính là Microsoft khi họ thông báo rằng sản phẩm nhập vai của họ, tức là Starfield, sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 9 cùng tuần với Legend dự kiến phát hành Baldur's Gate 3. Thế là Sven Winkey đã tổ chức một cuộc họp với nhân viên của mình và đi đến quyết định họ sẽ phát hành phiên bản PC sớm hơn một tháng để tránh Starfield. Baldur's Gate 3 chính thức ra mắt vào ngày 3 tháng 8, 2023 và nhận được vô số lời khen. Nó nhận về điểm số cao chót vót 97/100, điểm Metacritic vừa có cả The Legend of Zelda nhà Nintendo. Baldur's Gate 3 đã trở thành tựa game bán chạy nhất trên cả Steam và GOG với 2,5 triệu bảng và tựa game này chính là đối thủ nặng ký cho danh hiệu Game of the Year năm nay. Hơn 2 thập kỷ sau khi thành lập công ty, Winky và vợ của ông sở hữu phần lớn cổ phiếu không niêm yết của Larian. Gần đây, rộ lên nhiều tin đồn về việc một tập đoàn có đồ mua lại Larian, nhưng mà Sven Winky chỉ cười và cho biết ông không định bán trong tương lai gần. Tôi đang già đi, nhưng chắc chắn tôi chưa dừng lại. Một chủ sở hữu mới có thể tạo áp lực để Larian tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế sự sáng tạo, Winky cho biết. Sức mạnh của công ty này là tôi quan tâm rất nhiều vào gameplay, cũng như đưa ra quyết định cuối cùng. Ông nói, chúng tôi có thể làm nhiều thứ để sản phẩm của mình được tốt nhất có thể. Cũng ghê đó chú hai. Và đó là hành trình làm game đầy trắc trở của Legend Zero. Sau 3 lần tí nữa thì phá sản, hai phát triển tài ba nhận về được thành quả xứng đáng cho công sức mà họ bỏ ra. Baldur's Gate 3 vẫn đang tiếp tục nhận được rất nhiều lời tán dương của cộng đồng. Và có một điều chắc chắn là nó sẽ tiếp tục đưa tên tuổi của Legend Zero bay xa hơn bao giờ hết. Mong rằng trong tương lai, Winky cùng đồng nghiệp có thể tiếp tục kiên trì con đường mình đã chọn. Còn các bạn, nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Người Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hữu Nhân Minh, xin chào và hẹn gặp lại.